Vâng, chào mừng với tất cả anh chị em đã quay trở lại với kênh Minh Phúc 89 trong cái buổi quay thử xổ số miền Bắc của buổi trưa của ngày hôm nay, thứ ba ngày 26 tháng 3 năm 2024. Và bây giờ thì anh chị em chúng ta cùng nhau đi vào quay thử với cả tôi. Như vậy buổi quay thử của chúng ta đến đây là kết thúc và bây giờ tôi sẽ dự đoán để cho anh chị em chúng ta chơi cho buổi chiều của ngày hôm nay. Buổi chiều của ngày hôm nay thì anh chị em chúng ta sẽ lên chơi cho tôi đó chính là con lô tô 23 anh chị em nhé. Và tiếp theo đó chính là con 32. Đề thì anh chị em chúng ta sẽ chơi cho tôi đó chính là đề chạm 2 và chạm 3. Như vậy là buổi quay thử của chúng ta đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh chị em vào buổi quay thử tiếp theo.